hồi tối á mình ngủ ở đây hầm dữ lắm, hầm luôn, ai ngủ cũng đổ mồ hôi hết trơn. Thiên Chính ngủ có bị đổ mồ hôi không? Có, đâu ướt hết trơn luôn rồi. Cái khoảng 3 giờ sáng cái trời mưa ao ao, đây là cái đám mưa từ hồi đầu mùa mưa tới giờ là mình biết là cái đám mưa này đầu tiên ở thành phố chứ không phải ở mọi ngày. Thì Thiên Chính này thường thường chú Chính trà lúa buổi nào? Trà buổi sáng 7 giờ chạy. Dạ, vậy là người ta muốn trà là người ta đem 7 giờ người ta đem tới. Mà bữa nay thì chú Chính thì chú đang trà lúa ở trong nhà. Thì bữa nay người ta trà được nhiều hơn Thiên Chính. Bữa nay trà ít, chứ hôm nay mưa á thì cái đường này người ta đi được. Dạ. Dạ. Giờ coi bữa nay ít 3 bao là khoảng được nhiêu tiền Thiên Chính? 3 bao thì có 30 à. 30.000. Dạ. Giờ coi thử. Thank you.
tất cả các bạn thân yêu. Hồi tối này thì mình ngủ lại nhà của chú Hiến Chính, rồi hồi sáng giờ thì chú Hiến Chính nấu cơm cho mình với cô Sáu Dưỡng Sáu ăn uống xong xuôi rồi mình nghỉ ngơi cho nó khỏe khoắn rồi. Rồi thì chiều nay 1 giờ cô Sáu Dưỡng Sáu mình có hẹn với mấy cô mấy dì mà có hoàn cảnh khó khăn á, thì tới đây để nhận quà của cô Nga. Bây giờ là 15 phút nữa mới 1 giờ thì mấy cô tới hơi sớm chút xíu, đặng ngồi mình uống nước, đặng hỏi thăm mấy cô. Thì cô Sáu, nãy giờ cô Sáu được hỏi thăm được cô này vậy hả? Không hỏi thăm được cái cô này, bây giờ xin giới thiệu đây là bạn. Bạn ta biết cùng một tuổi, cùng một tuổi mình gọi là bạn. Bạn là tên Tiếp, chưa có gia đình. Với hơn nữa là bà người chị em này đang nuôi một người mẹ đã không thấy đường nên là 70 năm rồi phải không? 70 năm thành thế ra cứ sống như vậy, không có lập gia đình để mà nuôi mẹ già. Đó mới nói chuyện mới tìm hiểu rồi là cô Sáu mới vừa gặp cô Tiếp lần đầu tiên. Quá tại vì bữa nay thì cũng có cô Sáu Dưỡng Sáu rồi chú Hiến Chính cũng có nhờ trưởng ấp ở đây, không cô Sáu? Trưởng ấp ở đây giới thiệu những cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt mà ấp thì biết nhiều hơn, cho nên là cô Sáu cũng mới biết được cô Tiếp. Thì mình nghe nói là cô Tiếp là không có hồi nào tới giờ là chưa có chồng, cho nên là cũng không có con, chỉ có sống với một người mẹ. Mà người mẹ của cô Tiếp là không thấy đường nay là 70 năm. Rồi cô Tiếp ở vậy nuôi mẹ già. Rồi cô Tiếp có làm cái gì để sống không cô Tiếp? Nước còn nổi rồi. Dạ. Nước còn nổi rồi. Nước còn nổi rồi. Cháu giật giật trên mình chú còn dừa vậy đó. Dạ. Hả này chứ là chú ta cái cọng mo cao á. Tàu cao không? Tàu dừa. Tàu dừa vậy cũng giống như trên mình. Dạ. Cũng chút cọng dừa, cọng lá. Cọng dừa, cọng lá ở nhà của mình hay là có Tiếp đi mua đi, thuốc đi xin á. Dạ. Rồi ở nhà mình có dừa có đất gì không cô Tiếp? Có mấy cọng. Dạ. Rồi cô Tiếp làm ruộng hả? Này nó lên dừa hết rồi. Dạ. Cô Tiếp có nuôi con gì dưới không? Có nuôi tôm. Dạ. Nuôi theo quảng canh hả cô Tiếp? Nuôi quảng canh á. Dạ. Rồi có giờ cũng còn cô Tiếp cũng còn đang nuôi dưới. Nà cỡ này chưa nuôi. Dạ. Vậy là mới lên vuông thôi. Dạ. Vậy là chắc một con nghiệp. Dạ. Đó một con nghiệp nhiều. Vậy là nhà cô Tiếp cách đây cách nhà chính là khoảng bao xa? Bà hiện tại giờ bà sống với ai mà? Sống có hai mẹ con à, thằng này con đi làm ở nhà ông mình. Nhà mình thôi. Tối lửa tắt đèn của con mình ơi nè. Mình có con cũng ba đứa gái, mình gả nó có chồng nó riêng tư cho rồi, còn ở chung thằng Út. Dạ. Út đi mình giờ ở nhà ông mình. Dạ. Vậy bà có vườn đất gì không? Đất thì cũng được vài cũng vuông, rồi thả tôm thả cua rồi ở nhà mò tắm hàng ngày. Dạ. Vậy là ở quê ở tên mình á, tên Mỏ Cày mình thì sống nhà dừa, còn ở đây thì không có cây dừa mà sống nhà cái vuông. Thả tôm dưới thì tôm nó lớn được con nào thì hai con đó. Chứ mình không phải là nuôi dạng công nghiệp. Không có đâu có vốn đâu mà nuôi công nghiệp, mà cũng không có vua ăn nhiều nữa, nuôi công nghiệp cũng nổi. Dạ. Như đất xanh ra bao nhiêu thì mình hưởng bao nhiêu, nước ở bên vậy ở đó. Bên ngoài mà tôm cá bên ngoài vô bao nhiêu thì mình hưởng bao nhiêu, mình bắt bao nhiêu. Cái quảng canh vậy là bán canh rồi mới giờ bắt là hiểu rồi. Chứ người ta vuông nữa là mình nuôi không à. Hả? Này vậy là con tôm nó tự cũng nuôi cua, cũng mua cua rồi thả xuống mới có chứ.
thẩm thả vốn xuống này cũng đâu có cua. Dạ. Cũng có vài công đất thì không có nhiều. Dạ. Không có vốn thì đâu có mua cua. Cho nên là sống không nổi thì thằng con mới đi làm thêm nữa. Về cũng sống. Không có vốn đâu mua được. Còn cô bên đây ở gần nhà mình không chú Chính? Cô mà áo tím á. Ở gần chắc mày. Dạ. Dạ. Nhà gần ở đây không? Dạ. Nhà của chị cô gần kế bên đây nè. Dạ. Chính nó xuống chú đó gì đi, đó gì đây. Dạ. Hình như là con xuống đây rồi con, hai ngày nay hình như là con đi xung quanh cái con thấy á, là như cái nhà nào á mà người ta giàu á thì người ta giàu lắm. À, còn cái nhà nào mà nghèo á thì lắm, nghèo lắm. Dạ nói chung ở đây nhà nào giàu là giàu dữ lắm, còn nghèo cái bằng nghèo tệ luôn á. Dạ. Ngồi đây là nghèo tệ luôn. Có tiền làm ra tiền, không tiền đâu có đi. Già đâu cũng có bằng mướn mà. Ê giờ ai mượn ngày nào. Ở đây con thấy người ta không có đi mần mướn phải không bà? Đâu có ai mướn đâu, bây giờ cỡ này là không ai mướn nữa đâu. Dạ. Mần bây giờ phải lựa người giỏi, người rẻ rồi mần với người già. Dạ. Đâu mà qua hồi vậy? Con hay vậy. Bà ơi, bà cho con hỏi thăm nhà bà gần đây không? Nhà bà ở trong vùng trăm, mà vùng xài đi lên, miễu vùng trăm á. Cũng xã An Quy nhưng mà nó cuối á. Dạ. Dạ. Rồi bà đi xe đạp tới đây. Đi xe đạp. Dạ. Rồi bà sống với ai vợ bà? Có giờ có hai ông bà ở nhà nhà. Dạ. Thì bệnh tai biến. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng già vậy. Bà nay nhiêu tuổi rồi? 74 nè. Bà nay 74 tuổi. Bà tên gì bà cho con biết được không? Đoàn Thị Cúc. Dạ. Đoàn. Dạ. Rồi cô tiếp. Rồi bà kế bên là bà tên gì bà? Cho con hỏi bà tên gì được không? Trần Thị Ánh. Dạ. Còn cô? Phạm Thị Nâu. Dạ. Cô ơi. Cô nhà gần đây không vậy cô? Xa. Dạ. Vòng trăm hả cô? Dạ. Vậy là cô ở gần nhà của chú Tư. Phải không cô? Dạ. Rồi cô cũng vậy luôn cô. Cô đi lãnh giùm cho bà cụ tám mấy tuổi rồi, bà đi không có nổi trời nắng quá thì cô đi lãnh giùm. Dạ. Bà già của cô. Dạ. Cũng ở gần cùng nhà anh Tư luôn á. Dạ. Thấy vậy anh xin bà đơn chiếc quá thì anh xin cho. Dạ. Thì đi cô đi lãnh. Dạ. Rồi bà ở với cô bà hả cô? Cái cô thứ tư á, mà cô không biết chạy xe đạp mà cô bệnh rồi cô nay cô đi lãnh. Dạ. Thì cô đi giùm, cô đi thế. Dạ. Cô cũng có bà cụ đó mà cô kia mới ở chung. Dạ. Còn cô tên gì vậy cô? Tên Diễm. Dạ. Rồi cô cũng ở gần đây hả? Cô ở xa? Ở xa là anh Chính đi ra ngoài. Dạ. Vâng chị tên gì vậy chị? Tên Chính. Dạ. Chị Chính nhà gần đây không? Ở gần nhà của Diễm Tư luôn. Dạ. Lăng nào cũng có nhà. Dạ. Còn chú nhà cũng gần đây hả chú? Gần, cách đây khoảng gần mét. Dạ. Cũng ở gần mình chung nữa. Dạ. Bà dùng với con miếng bánh đi. Cho vui. Con ăn miếng này con. Bà ơi, bà ăn miếng bánh đi bà. Chị cho em đạo tin lành. Cái ngày lễ mà chúng tôi mừng chị thì ngày chúng tôi cũng có thể là 22 tây tháng
sửa hay không? Không cần nhiều. Như là mấy chị sắp xếp, mấy chị tính đây là cái cơ hội mà tôi muốn gặp gỡ mấy chị lần thứ nhất. Đây là ngày nay là lần thứ nhất, nhưng mà muốn gặp lại lần thứ hai nữa, là ngày thứ hai. Là ngày thứ hai tới. Các chị sẵn là nếu mà các chị cảm động thì tấm lòng mình sẵn sàng mình đi thôi, không tốn tiền bạc, không tốn tiền xe cộ gì hết. Bởi vì mà Thánh đã có xe đi, và trên đường xe đi thì chỉ có những cái bữa ăn không công, bữa ăn đi đến nơi và đưa mấy anh chị đến đó tham dự buổi phục sinh đó, ở Sài Gòn á. Được tối bữa đó là đã về, để về đưa mấy chị tới. Nếu mà chị ở thời khác đi chiều về, không chưa đi à, đưa đi thì chiều về, đưa đi là tối về, tối về đi tối về. Là đi đâu, đi xa không? Đi chơi cho biết mới là đi chơi cho biết nha. Xe xe người ta đưa mà mình đâu có tốn tiền, đúng không? Tốn tiền mà họ hỏi tốn tiền ăn tiền uống vậy, vậy hả? Tại đưa đưa đi tới chỗ luôn, ở đưa xe thì chúng ta cũng có phải bỏ tiền khác cái nước mình đi thì ta đưa mình tới về tới nhà mà mày chừng nào mới đi? Bữa thứ hai á, thứ hai là nay thứ mấy vậy? Thứ tư thứ nào mình sao vậy? Thứ hai là 5 ngày nữa hả? Rồi đó, tao dùng Út về tao đi nha. Có con rồi, mẹ ba đi được tự do. Không, không có nhà, mình không có nhà đi, để về. Nhưng mà nếu mà không có nhà đó thì mình mượn ai đó. Mình mượn ai đó, mình mượn ai đó. Cái sự hiệp một ví dụ như là ngay cái ngày đó thì 12 giờ trưa bữa thứ hai á, 12 giờ mấy chị tập trung ở tại đây, rồi tới chừng mà đi á thì mình đi một lượt đi ra ngoài đó. Xe thì 1 giờ xe trên bó cài á, tụi tôi cho xe đi xuống cái này rước mà đến 1 giờ là tại ngã tư. Rồi đi tới nơi rồi tới chừng tối về là về đưa về tới ngã tư vậy nha. Không trả chính mình trả lắm không ăn hóa mà xài xe đi thôi đừng trả nữa. Mấy chị thấy sao, mấy chị có thể đi chơi không? Cái này mình đi chơi thôi, tại vì tôi muốn các chị tham dự vào mấy cái buổi này để tôi vui mừng và mừng Chúa Giêsu phục sinh thôi, chứ còn không phải là mấy chị đi để mà kêu gọi mấy chị tin đạo, không có cái điều đó, không có. Tại vì sẵn gì ở đây, sẵn gì ở đây, mẹ đi, nói mẹ đi, nói mẹ đi đi. Tao về điện đi lúc mày ra về, mẹ đi được thì nói mẹ đi, nếu đi không được thì nói mẹ đi. Vậy đi được không chị? Đi xe nha. Thì bao chỗ ngồi mình hứa đi là phải đi. Hứa đi rồi lấy xe. Ông con và con hứa để ông xã tới giờ con mới đi. Gì đâu. Hả? Ông đi lên lên Bình Phước á, ông đi với mấy đứa cha con ông đánh á. Ông biết chừng nào về, ông biết cô Hàn đi đó. Giờ con đi thì giờ nhắn anh Tư kìa. Hai sao? Tư dài á. Nhớ anh Tư dài. Nhớ anh Tư dài biết. Nhưng mà phải phải cho biết sớm. Mời mấy anh mấy chị đi á, nó không có giới hạn là đi bao nhiêu, muốn đi bao nhiêu thì đi. Ăn
Vậy thì anh có mình muốn đi bao nhiêu thì đi, nhưng mà phải báo trước cho biết cái số lượng đi. Ờ, thôi rồi, biết bà cũng như đi vô chùa hả? Hay là đi đâu đi nhà thờ? Ngoài, không có đi vô chùa. Đó ngoài. Nhưng mà cũng không có vô nhà thờ. Vậy hả? Nhưng mà tổ chức ở một cái nơi, ở tại quận nhất á, mướn một cái sân bãi chứa được khoảng 7.000 người. Vậy rồi, là mình đi lên đó. Đau quá, người lạc mắt nữa. Có lạc hả? Bạn nói đó, dân quê với mẹ đi. Không có, bạn nó đi đâu. Tại vì mình đi theo đoàn. Anh chị nên nhớ là mình đi theo đoàn, thành ra cái trưởng đoàn dẫn mình đi đâu thì mình đi đó. Đi mà không khi có mà đi mình lạc ngồi ừ. Đông quá thì lạc á, mình nói vậy mình đâu có đi không đâu đâu mà đi theo đoàn thế nào lạc được. Dù mình khi mà mình ngồi á thì mình đi theo cái đoàn đó vậy. Rồi đó các bạn có đi toilet á thì cũng có người dẫn mình đi toilet. Rồi khi mà đi dẫn như quá lạc á đi Út. Ví dụ như ba tiểu ổng ở nhà đi ba. Ổng chạy xe đi lại bỏ gì ở nhà đâu được. Ông tay biết lắm rồi. Thằng trước kia em có mời chị em đi cho cái xe đi nhận nhà bà nói chứ. Mua thuê đi cứ thằng đi đi. Đi đi đó tự khi đi thì tôi có công việc đó. Thành ra là đó là không có chạy xe đi đâu. Đi xe về máy mà giờ đi theo á ông ở nhà. Nhưng cái đoạn bệnh ổng bệnh. Như cái đoạn ông bệnh ông nằm chỗ đó mà. Không có sợ lạc, không an trí tại mình đi nhà đò là ổng cũng bị ở nhà phải mua được. Xôi em xôi cái để sẵn người họp họp là vô họp đặt nhà sẵn là đó là người ta đãi nhà biết chắc đi vui rồi đông đi đông rồi xe đi đó chỗ phải ngày không phải đi là trong khi mình thấy đông thì vậy là để gì cái gì về gì điện cái chú tàu gà đi về chuyện gì đi tưởng con sẽ có thằng cháu ngoại nữa mà dắt đi đi chơi thì biết đang nó đi nó cũng khoái thằng đi xe không có chạy đâu đứng làm mà hả đi dắt đi mình đông quá dắt nó theo cũng lạ đâu đất dễ theo mình là bắt ống người ta mà mình đi mà còn sẽ lạc thôi không nó cũng nhõng nhẽo cái ngoại em ngoan lắm nó không vậy có là cho đi xe đâu người ta đi đâu thấy cưng vậy đó ba tuổi mấy mà 20 mấy ký 25 ký vậy đó mà thấy cưng lắm mà đều có cái mà sợ lạc quá đi cắt bỏ nhà sợ lạc thì mình cái ba đó. Tại vì mới nghe cô này lạc quá. Đông quá ơi, đông quá mà. Tại vì vừa rồi chúng tôi có đi dự cái buổi cũng vui, cái buổi lễ hội sinh có 5.000 người mà giờ đông quá. Các bạn tổ chức nó rộng quy mô nó rộng lớn rồi. Nhưng mà cái số anh em mới lần đầu tiên đi cũng sợ lạc. Đúng rồi. Nhưng mà cũng là tại vì ở trong cái mình hồi đó giờ không lớn mà đi rất là nhiều tiếng tân thành ra có lạc thì mình cũng biết cái số người tiếng tân đó là họ có anh áo trang phục riêng mà có ăn đồ chút chất mạnh nếu nào mình lạc mình phải dùng cái hai đó thì mình lấy tới ngay cái người đó rồi đó mình đi cấp thông với hai ba đó họ sẽ chỉ cho đi rồi tiếp tiếp một hồi nó tới bàn năm đó út lạnh luôn nha nha đây đây nóng luôn nè ngồi đó ta kêu ngồi đó ta kêu ngồi đi ta kêu biết chỗ nào biết chứ nhưng mà lại sao mà cô cũng muốn đi đâu hay gì đi tiểu dạ cô lại dẫn dẫn đi đây 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 chưa để coi giảng viên đại thế gì giảng viên cô lệ Nguyễn Thanh rồi ba Nguyễn ma ba bé bồi ba bé bồi rồi chị quá rồi đâu ai biết rồi đâu đó đâu vậy có vậy là có rồi bùi thiên nam để xuống đi để xuống đi đẹp em ra ngoài đây em muốn qua 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 mình không có xuống sớm được, mình chú Sáu không xuống sớm được cho nên là chú Chính ở dưới này rồi chú Chính lo cái phần này ở dưới đây trước.
Rồi tôi xin cảm ơn cái cô Nga mà cho 36 phần quà đây, tôi thay mặt hết gia đình cảm ơn cô Nga. Cho tôi gửi lời đến gia đình cô Nga, chúc cô Nga sức khỏe dồi dào, cho bà bằng ăn cho phát đạt, cho bà cứu trợ cho mấy người nghèo nữa. Thôi tôi xin hết nha. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Dạ. Châu chủ tịch, Châu chủ tịch xã của quỹ ban quy. Dạ. Đến đây để thăm viếng anh em mình. Dạ. Tha trao quà cho bà con hộ nghèo á. Dạ, bữa nay chú Châu có nghe ta nghe nói là ở nhà mình có phát quà nên chú Châu tới thăm. Thấy em tới sớm mà. Sáng đi học viện về hơi trễ. Thì hôm qua cũng có ngành kia có báo cáo ở ấp rồi hứa 1 giờ này. Nhớ đây ngồi dân. Cũng sau khi mà mình ở đây phát quà cho mấy cô mấy chị rồi á, thì bây giờ mình chạy về nhà mình, thì mình phải đi xe bus về. Thì cô Lệ chở mình ra ngoài quốc lộ đặng đón xe, còn cô 6 diện 6 á, thì của mình thì đi xem ra về sau. Lát nữa cô 6 diện 6 còn phải đi thăm bà, đi thăm bà hồi nãy mà bà nói là có ông đang bị tai biến á, thì cô 6 diện 6 mình ở lại lát nữa rồi đi tới nhà của bà thăm bà một chút xíu rồi mới về. Gửi cái mình về mà chú Khánh Chính gửi cho Khánh con dịch. Chú Khánh Chính nuôi dịch ở làm sao á, rồi không biết chú Khánh Chính nuôi được nhiêu con cô Lệ, nuôi được 3 con. Dịch này thì chú Hiếm Chính ở nhà xay gạo trà lúa, lấy cái cám trà lúa mới cho dịch ăn. Thì mình nghe cô Lợi nói là chú Hiếm Chính nuôi được 30 con, hôm qua mặn hết 2 con rồi mà mình cũng không biết ở chuồng dịch còn nhiêu con nữa. Thì chú Hiếm Chính cho cô 6 diện 6 mệnh con, còn cho mệnh con đặng khách về nhà cho làm quà cho mẹ. Bây giờ clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ.